Hello anh em, trên tay mình đây đang là em loa Bluetooth mini Xiaomi ASMR01A với kích thước vô cùng nhỏ nhưng cho chất lượng âm thanh cực kỳ ấn tượng như anh em vừa nghe ở đầu clip. Cùng với đó là thời lượng pin vô cùng ấn tượng lên tới 11 giờ phát nhạc liên tục kết hợp với khả năng chống bụi nước IP67. Để anh em quẩy tới bến trong những chuyến đi cùng với em loa này nha. Và sau khi khử hộp ra chúng ta sẽ có một dây cáp sạc C2C, một cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Em này là phiên bản nội địa nên toàn tiếng Trung thôi nha. Và cuối cùng đây là nhân vật chính. Đầu tiên về thiết kế thì đúng là cực kỳ nhỏ gọn nha anh em, đúng như cái tên của nó là Xiaomi Mini, nó chỉ bằng một nửa con iPhone 11 Pro Max thôi. Thân loa được làm bằng vải dệt với khả năng chống mài mòn cực kỳ tốt, khả năng cầm nắm của nó cực kỳ tốt luôn nha. Đặc biệt lớp vải này nó còn được phủ một lớp chống nước chống bụi nên anh em hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng con này ở ngoài trời nha. Hai đầu loa trên và dưới được trang bị vòng cao su mềm giảm hư hỏng cho loa khi tác động rơi rớt trong quá trình sử dụng. Về thiết kế thì hoàn toàn là màu đen nha anh em. Nổi bật nhất là thương hiệu của Xiaomi và đây là đố anh em đây là gì? Đây là biểu tượng của NFC nha. Con này có khả năng kết nối một chạm bằng NFC mà không cần phải dò tên hay Bluetooth gì lằng nhằng cả. Sau này là giải phím điều khiển, lần lượt là phím nguồn, phím tăng giảm âm lượng, phím chức năng và một phím Bluetooth. Mình giữ phím nguồn trong vòng khoảng chừng 5 giây là loa sẽ khởi động. Đó, có một hình. Còn dưới đây là cổng sạc Type-C, được che chắn với một cái này rất là dày nha, bởi vì em này có khả năng chống nước IPX7. Loa ngoài trời Xiaomi Mini được tích hợp viên pin sạc dung lượng lên đến 2000 mAh. Chỉ với một loạt sạc đầy khoảng chừng 1 giờ đồng hồ thì loa có thể hỗ trợ phát nhạc liên tục trong vòng 11 giờ. Anh em lưu ý trang bị chống nước IP67 này cũng chỉ là tương đối thôi nha. Ví dụ anh em gặp mưa nhỏ hay gì hay lỡ rơi vào nước thì còn được, chứ anh em đem ngâm trong nước thì chắc chắn nó sẽ hư. Và cái lỗi này thì sẽ không được bảo hành nha anh em. Ok, bây giờ mình sẽ kết nối và test thử âm thanh luôn cho anh em nghe nha. Theo nhà sản xuất công bố thì họ cũng đặc biệt nâng cấp công nghệ âm thanh tự phát triển với nhiều kiểu âm thanh tích hợp khác nhau, mà Xiaomi gọi nó là Xiaomi Hyper OS Connect. Ngay trên vỏ hộp nhà sản xuất cũng đã để đây nha. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành kết nối thử và test luôn âm thanh cho anh em nghe nha. Loa Xiaomi Mini được thiết kế đặc biệt cho việc sử dụng ngoài trời với trang bị cấu hình hai loa toàn giải 6W đối xứng cho ra âm thanh đa hướng 360 độ. Đầu tiên để kết nối Bluetooth thì anh em nhấn vào biểu tượng Bluetooth một cái ở đây nha. Loa sẽ kêu lên một tiếng nhỏ và sẽ có một đèn LED màu xanh như thế này. Mình sẽ test luôn tính năng kết nối bằng NFC cho anh em coi nha. Đây, chỉ cần đưa nhẹ vào và sẽ báo. Có. Ghép nối. Âm thanh báo như vậy là đã ghép nối thành công rồi nha. Đây là nút tạm dừng và phát nhạc nha anh em. Bấm 2 lần là nó sẽ qua bài. Bấm 3 lần là nó sẽ trở lại bài trước. Bấm 1 lần là tạm dừng. Vừa rồi là phần test bass của em này. Nói chung về bass thì em này cũng khá là lực đó. Với một con loa mini như thế này mà phần bass nó mạnh như vậy cũng khá là ok. Sau đây là phần treble của nó cho anh em nghe thử nha. Đánh giá về âm thanh của em này thì mình thấy khá là ổn. Nếu như cho điểm thì mình cho khoảng chừng 7 hoặc 8 điểm trên 10. Em này nghe hỗn hợp khá là ok. Tại vì âm bass của nó cũng khá là lực và âm tép thì cũng khá là rõ ràng tách bạch. Anh em nào thích nghe nhạc EDM điện tử hay là nhạc nhẹ nhàng trữ tình thì mình thấy đều ổn. Với mức giá 950.000 đồng thì cũng đáng để lựa chọn đó. Và em loa này có chạy một hệ điều hành mà Xiaomi phát triển riêng cho các loa của mình. Đó là Xiaomi HyperOS nha. Để sử dụng em này thì mình sẽ kết nối nó với Mi Home. Em này là bản nội địa nên để kết nối với Mi Home thì anh em phải vào phần hồ sơ, cài đặt khác, quốc gia và chuyển quốc gia của cái Mi Home của mình về Trung Quốc là được nha.
Ở đây mình đã kết nối sẵn vào rồi. Nói chung thì trong phần điều khiển này nó cũng không có gì nhiều lắm đâu anh em. Ở dưới đây là đầu tiên sẽ là phần mình điều khiển các nhạc cụm tạm dừng tới tới lui bài thôi. Điều khiển âm thanh. Ở bên đây là sẽ có 3 chế độ mặc định, 3 chế độ cài đặt sẵn về âm thanh của Xiaomi. Bao gồm 3 lần là cân bằng. Mỗi lần chọn những chế độ khác nhau thì cái đèn LED trên loa nó sẽ thay đổi theo nha anh em. Indoor, outdoor. Có một phần custom. Đây, trong phần custom thì nó sẽ có 3 mục thay đổi. Dưới đây là mục thay đổi đèn LED nha anh em. Đây là tắt, mở đèn LED. Đây là Full-in Dynamic. Tức là nó sẽ nhảy liên tục, thay đổi màu liên tục ha. Lighting. Ok, phần này anh em tự trải nghiệm nha. Dưới đây là phần cài đặt thêm. Cái đầu tiên này là, cái này sẽ là thời gian chờ. Tức là khi không có kết nối, bao nhiêu phút nó sẽ tắt, tự động tắt nguồn của cái loa nha anh em, để tiết kiệm pin đó. Tối đa là 60 phút. Cái này là báo thời gian. Cái thứ hai là khi pin yếu thì nó sẽ báo tiếng pip. Và khi pin yếu thì trên cái dãy đèn LED này nó sẽ hiện màu cam nha anh em. Em loa này có một tính năng cực kỳ hay mà nhà sản xuất công bố, đó là có thể ghép nhiều loa với nhau để tạo thành một hệ thống âm thanh nha anh em. Theo nhà sản xuất công bố thì có thể ghép tối đa là 8 loa. Rất tiếc ở đây mình chỉ có một em nên không test được tính năng này nha. Vừa rồi là phần trải nghiệm của mình về em loa Bluetooth Xiaomi Mini với mã ASM01A. Với tầm giá 950k thì mình thấy em này chỉ ở mức tạm ổn. Nếu là anh em thì anh em có chọn em này không? Phần link mua hàng mình sẽ để ở phần mô tả. Còn không thì anh em có thể đến với hai địa chỉ cửa hàng Chính Tài Mobile trên màn hình để trải nghiệm trực tiếp em nó. Và ở Chính Tài Mobile cũng còn rất nhiều sản phẩm khác của Xiaomi cũng như những thương hiệu nổi tiếng khác. Cảm ơn anh em đã xem đến giây phút này của clip. Tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những clip sau. Bye bye.